hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Hôm nay, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tổng tham mưu đã liên tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong phong trào xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phục vụ tốt các nhiệm vụ nghi lễ của Đảng, Nhà nước và quân đội, hỗ trợ kinh phí xây dựng 117 nhà tình nghĩa, 56 nhà đại đoàn kết, 19 nhà đồng đội, khám cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 6.508 lượt người bệnh. Qua 5 năm thực hiện thi đua quyết thắng, có 18 tập thể điển hình tiêu biểu được trao cờ thi đua. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan, đơn vị thời gian tới chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nội dung chỉ tiêu giải pháp mà Đại hội đã đề ra.